trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Anh em ngoài xã hội thì hay gọi Tú là Tú Bơ, đó là một cái rap name của mình. Yeah. Tại vì thường thì mình bắn vần điên đảo, đảo vần liên tục, không chơi vần đơn. Mình là anh Tú. Xin chào tất cả các bạn của anh trai Say Hi. Bạn bắt đầu với sự nghiệp âm nhạc của mình thế nào? Thật ra để mà nói mình bắt đầu sự nghiệp âm nhạc như thế nào thì nó cũng hơi quá. Tại vì đối với Tú và những người đã theo Tú trước đây thì mình vẫn xuất thân là một diễn viên trước. Và âm nhạc là một cái niềm đam mê của mình thôi. Nếu mà để nói về quá trình phát triển sự nghiệp âm nhạc thì Tú nghĩ là xuất phát ở sân khấu kịch. Tú sẽ hơi khác với cả mọi người một tí. Đó chính là khi mà mình ở sân khấu kịch thì thường những cái vở diễn mà có những cái bài hát thì thường các anh đạo diễn sẽ đưa cho mình hát và đảm nhiệm cái phần hát đấy, vừa hát vừa diễn vừa nhảy. Thì mình bắt nguồn từ những cái đó, rồi được anh chị em, bạn bè ở trong sân khấu ủng hộ và các anh chị đạo diễn ủng hộ. Nên là dần dần mình cứ nuôi cái đam mê đấy và đến cho ngày hôm nay. Bạn muốn bản thân sẽ trở thành một phiên bản anh Tú như thế nào sau khi tham gia Anh Trai Say Hi? Sau khi tham gia Anh Trai Say Hi. Tú muốn trở thành phiên bản nào á? Chắc chắn rồi, phiên bản tốt nhất của mình. Còn tốt như thế nào và tốt đến đâu thì trong chương trình Anh Trai Say Hi mình sẽ khám phá xem khả năng mình tới đâu, tố chất của mình trong âm nhạc nó sẽ tới đâu. Thì hy vọng rằng mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ anh Tú trong chương trình Anh Trai Say Hi. Được biết bạn rất nghiêm túc khi nhận một dự án nào đó, bạn sẽ thể hiện điều này như thế nào trong Anh Trai Say Hi? Thật ra thì không chỉ thì về phim ảnh mà hầu như tất cả những cái dự án mà Tú tham gia thì mình có một cái tính, tức là mình chỉ tập trung cho một cái dự án đấy và mình không hề chạy solo. Và chương trình Anh Trai Say Hi này cũng không ngoại lệ. Và trước khi tham gia chương trình thì mình cũng có đi học thêm về nhảy, học thêm về thanh nhạc và sẽ cố gắng hết mình và trau dồi thêm bởi những anh em, những bạn bè ở trong chương trình nữa. Tại vì tôi biết là ở trong chương trình có rất là nhiều người giỏi nên là mình sẽ học thêm nữa. Nghe nói Atus bắn rap rất nghệ, flex thử một đoạn nhỏ cho khán giả nhé. Thật ra thì như mọi người cũng biết là trước đây mình hay gửi tới sản phẩm cho quý vị khán giả cũng như fan của mình là những bài hát. Nhưng mà thực ra ở anh em ngoài xã hội thì hay gọi Tú là Tú Bơ, đó là một cái rap name của mình. Yeah. Tại vì thường thì mình bắn vần điên đảo, đảo vần liên tục. Nên là ở trong chương trình thì chắc Tú nghĩ rằng Tú sẽ đảm nhận Man of Rapper. Thì nhân ngày hôm nay Tú sẽ rap cho các bạn một câu về vần liên 3 liên 6. Ok. Thôi, thế thì hay, mọi người phải vào chương trình, mọi người xem, mọi người mới biết được. Nhưng mà rap vần đảo vần kinh lắm. Không chơi vần đơn, chơi vần 6, vần 7 trở lên. Và lần cuối cùng thì anh Tú gửi lời chào và hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ xem và ủng hộ chương trình Anh Trai Say Hi cũng như là Tú với vai trò main rapper trong chương trình Beast. Tiến Tú Kiệt xin gửi lời chào đến khán giả của chương trình Anh Trai Say Hi. Điều gì thuyết phục bạn nhận lời tham gia Anh Trai Say Hi? Điều thuyết phục Jin nhận lời tham gia chương trình Anh Trai Say Hi đó chính là mình cảm thấy mình vẫn là anh trai và có thể say hi cùng với mọi người. Và đây là một chương trình rất là thú vị khi mà quy tụ rất là nhiều những anh trai tài năng và đẹp trai. Bạn sẽ bộc lộ những tính cách nào khác ngoài sự vui vẻ hài hước mà khán giả thường thấy trên các game show trước? Ngoài những tính cách mà trước giờ tất cả mọi người đã thấy qua các chương trình game show thì qua chương trình Anh Trai Say Hi, Jin mong muốn là mọi người sẽ thấy một hình ảnh khác, nhiều màu sắc hơn cho âm nhạc của Jin. Giả sử có tiết mục sexy dance kết hợp vũ công nữ mà có Puka là khách mời thì bạn có bung hết mình để biểu diễn không? Chắc chắn là Jin sẽ bung hết mình, tại vì Bu rất là muốn thấy hình ảnh Jin cháy hết mình với đam mê trên sân khấu mà. Công việc là công việc, gia đình là gia đình. Nếu buộc phải chọn giữa rap và vũ đạo thì cái nào sẽ làm khó bạn hơn? Hãy thể hiện một trong hai kỹ năng này. Đối với Jin thì rap với lại vũ đạo thì cả hai đều có cái khó nhất định của hai cái môn đó. Nhưng mà Jin thì Jin nghĩ là mình sẽ thiên về vũ đạo nhiều hơn. Tại vì trước giờ Jin chỉ quen hát thôi, còn phần rap thì mình ít bao giờ thể hiện lắm.
trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Anh Tú, anh biết chương trình Anh Trai Say Hi không? Anh có được mời tới đó tham gia không? Anh có biết ai tham gia chương trình đó không? Bộ em mắc hỏi lắm à? Bộ anh không được chương trình mời nên anh không dám trả lời đúng không? Tròn Việt Nam em ơi. Em ơi. Bạn đã là quán quân thì đến Anh Trai Say Hi bạn muốn chinh phục thêm điều gì nữa? Cái điều đầu tiên mà mình đến với Anh Trai Say Hi đó chính là siết thời gian. Nói chứ mình đang muốn bứt phá hơn, mình đang muốn vượt qua cái giới hạn an toàn của bản thân. Bởi vì trong The Masked Singer hay là trong Rap Việt thì mọi người thấy Tú chủ yếu là vocal. Còn ở trong Anh Trai Say Hi thì nó sẽ toàn diện hơn, toàn năng hơn và mình muốn chinh phục nhiều hơn. Bởi vì đối với cá nhân mình, mỗi một thời điểm thì mình cần phải có những cái sự thay đổi, những cái sự mới mẻ. Và cái điều quan trọng nhất đó là mình không dừng lại, điều đó là điều quan trọng. Hình mẫu idol mà bạn muốn hướng tới? Dương Cấp. Test nhanh bạn biết gì về Jungkook? Hiện Jungkook là cái bao nhiêu? Chàng trai tháng 9, mùng 1 tháng 9 năm 1997. Đinh xỉu. Ba bài hát yêu thích nhất. Standing Next to You, Seven và 3D. Đúng rồi, 3D. Nếu kể hai cái tên mà anh Tú muốn va khi cùng tham gia Anh Trai Say Hi thì đó sẽ là ai? Đó chính là giám đốc âm nhạc Nestati. Người thứ hai dĩ nhiên là một đối thủ mà nặng ký đối với cả anh Tú, đó chính là Boy Bản Đột. Thể hiện một trend TikTok mà bạn biết. Do cuốn mây hợp do giọng của Lan như nào nhỉ? Do cuốn mây hợp thành rộng to, chân nam chân chia được về ai lấy. Do cuốn mây hợp thành rộng to, chân ngang đường chia được về hai lối. Hello, mình là Hiếu thứ hai và xin chào tất cả khán giả của chương trình Anh Trai Say Hi. Mình đã tập vũ đạo này, rất là nhiều kỹ năng trong chương trình này, rất là cần cái bộ skill set của một cái anh trai toàn diện. Nó quá là khủng khiếp đi. Giống như là phải biết nhảy, rồi phải biết hát thật là hay và phải biết rap hay nữa. Nó rất là nhiều thứ và hy vọng là mình cũng đã tập luyện nó một cách thành công đấy. Dạ. Mình nghĩ là vậy. Trong một cái chương trình này rất là nhiều bài hát và đặc biệt là rất là nhiều người tham gia chung, có người biết viết, có người không biết viết. Và bắt buộc một cái bài nhạc hay á, mình phải giống như là một cái bộ suit may đo, nó phải fit theo từng người. Nên là mình thì đang nghĩ là cái demo đó có thể nó chưa có hợp với người này, chưa hợp với người kia. Bắt buộc mình phải sửa nó theo một cái hướng nào đó mà nó hợp với cái người đồng đội của mình nhất có thể. Thì cái mục tiêu của mình là đang là làm cái chuyện đó, là tailor cái bài nhạc đó một cách phù hợp nhất. Và nó đòi hỏi một cái yếu tố rất là quan trọng là viết nhanh. Thì đó là cái mục tiêu của mình, là mình rất là muốn cải thiện cái chuyện viết, tốc độ viết trong chương trình Anh Trai Say Hi Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.